Rất vui vì mỗi sáng đầu ngày chúng ta gặp nhau trong chương trình Nhịp sống ngày mới. Thưa quý vị, khu đô thị Thủ Thiêm nổi tiếng với vị trí đắc địa và đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, một phần lớn diện tích dự kiến xây dựng ga Thủ Thiêm vẫn chỉ là khu đất tùm cỏ, xen lẫn những căn nhà xuống cấp. Căn nhà của ông Tâm sập xệ, nền gạch nhấp nhô vẫn còn đọng nước sau cơn mưa. Có người bước vào nhà thì chủ nhân cất tiếng, đi chậm thôi coi chừng trơn té. Đây là hệ lụy từ dự án ga đường sắt Thủ Thiêm thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được phê duyệt quy hoạch cách đây 20 năm. Nhiều thế hệ mắc kẹt trong dự án, nay phải sống tạm bợ trong chính căn nhà của mình và mất dần kiên nhẫn. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại câu chuyện này ở phần sau chương trình. Nhịp sống ngày mới còn nhiều nội dung đáng quan tâm. Cống ngăn mặn lớn thứ hai miền Tây hoàn thành, công trình có nhiều điểm khác biệt. Nguy hiểm rình rập khi người dân miền núi Thanh Hóa qua sông bằng bè tạm. Bức tranh mới tại làng Nũ, nơi hứng chịu đau thương trong cơn bão số 3, từng bước hồi phục và tái thiết lại cuộc sống nhờ nghĩa đồng bào. Góc nhìn hôm nay tổng hợp những ý kiến của đại biểu Quốc hội để tránh những nguy cơ độc quyền về thuốc. Sau 2 năm thi công, cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành hoàn thành. Công trình có sự khác biệt so với các nơi khác là khi cống đóng để bảo vệ vùng cây ăn trái thì tàu thuyền vẫn có thể qua lại bình thường. Sau khi đưa vào hoạt động, trong lúc đóng cống thì tàu thuyền vẫn có thể qua lại nhờ hệ thống âu thuyền. Thời gian đi tàu qua âu dự kiến mất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Dự kiến trong tháng 10 này, đơn vị sẽ chuyển giao công trình này cho phía tỉnh Tiền Giang để quản lý, vận hành. Cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành nằm trên kênh Nguyễn Tấn Thành thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cống được xây dựng nằm cách sông Tiền hơn 400m với tổng mức đầu tư 518 tỷ đồng. Đây là cống ngăn mặn lớn thứ hai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sau cống Cái Lớn Cái Bé thuộc tỉnh Kiên Giang. Cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành hoạt động giúp ngăn mặn trữ ngọt sản xuất trong khoảng hơn 100.000 hectare diện tích đất nông nghiệp tại hai tỉnh Tiền Giang và Long An, cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho khoảng 800.000 người dân. Chiếc bè tạm là phương tiện quen thuộc của nhiều hộ dân thôn Tân Lập, xã Tân Phúc, huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa mỗi khi đi qua sông. Dù nguy hiểm luôn rình rập, thế nhưng đây là sự lựa chọn duy nhất của người dân nơi đây. Mỗi mùa mưa lũ, sự nguy hiểm lại tăng thêm gấp bội. Từ trước đến giờ, người dân tự làm bè bằng những cây luồng, ghép lại rồi chèo chánh qua sông. Hàng ngày, có hàng trăm lượt người dân đi làm nông nghiệp, học sinh đi học, phải qua sông bằng công cụ này. Nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Nhiều đợt mưa lũ kéo dài, nước sông âm, dâng cao, chảy xiết. Phụ huynh đành cho con em nghỉ học vì không thể chống bè qua sông. Di chuyển bằng bè là cách nhanh nhất để qua suối nên mọi người phải chấp nhận nguy hiểm. Nếu không có việc thực sự cần thiết, người dân cũng chỉ loanh quanh ở trong nhà. Điều này khiến nhiều hộ dân tại đây như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Để giải quyết triệt để tình trạng này, cần lắm một cây cầu được xây dựng. Thưa quý vị, như đầu chương trình chúng tôi có đề cập, người dân Thủ Thiêm sống trong nơi đắc địa bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh lại ngày đêm quay quắt với nỗi lo nước ngập, nhà chột, cột đổ gãy vì không ai dám sửa sang nhà cửa bởi khu đất nằm trong quy hoạch mà mấy chục năm vẫn trơ trơ. Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải trình đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam lên Bộ Chính trị, một bước tiến triển vọng rất quan trọng của dự án. Như vậy, công việc còn lại hiện nay là hoàn thiện hồ sơ dự án để trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 đang diễn ra. Đây là niềm hy vọng của hàng trăm hộ dân chật vật chờ ngày bản quy hoạch đi ra từ trang giấy. Theo quy hoạch, tổ hợp ga Ngọc Hồi Hà Nội là điểm đầu, ga Thủ Thiêm là điểm cuối của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, kết nối thông qua đường sắt đô thị từ ga Thủ Thiêm đến ga Bến Thành, ga Hòa Hưng và cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Hiện tại, phần diện tích làm nhà ga Thủ Thiêm chủ yếu là mặt bằng sạch và được quay tôn rào chắn.
Trong khi đó, khu vực đường dẫn vào nhà ga phía trái hướng tuyến đường Lương Định Của lại tồn tại hàng trăm hộ dân chật vật chờ ngày bản quy hoạch đi ra từ trang giấy. Ông Ân từng dự định sửa sang nhà cửa, nhưng việc này trở nên khó khăn do thuộc diện giải tỏa xây dự án ga đường sắt. Cây cục nhà hơn 60 năm tuổi, tróc dần, còn niềm hân hoan về dự án nhà ga hiện đại ngày một dời cạn. Khu vực quy hoạch dự án ga đường sắt Thủ Thiêm nằm giữa hai trục đường lớn là đại lộ Mai Chí Thọ và đường Lương Định Của, thành phố Thủ Đức. Vị trí ga cũng nằm ngay đầu đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, cạnh dự án xây dựng nút giao thông An Phú lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng khu vực này hiện chủ yếu vẫn là các bãi đất trống và là nơi tập kết phế liệu. Sau 14 năm từ lần chính phủ quyết định là dự án này xây dựng vào năm 2010, Quốc hội một lần nữa đứng trước nhiệm vụ ra quyết định về dự án có quy mô lớn chưa từng có này. Còn với những người dân trong khu quy hoạch Thủ Thiêm, họ có thể hy vọng về một cuộc sống mới sau hàng thập kỷ dài chờ đợi. Thưa quý vị, cơn bão số 3 tan biến, nhưng nỗi đau thương và mất mát của người dân làng Nũ ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai còn dai dẳng. Nhưng người ở lại vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng hướng về tương lai. Nhờ tình đồng bào mà người dân làng Nũ vào đây từng bước hồi phục và tái thiết lại cuộc sống. Hai mươi lăm hộ dân đang sinh sống trong khu tạm cư làng Nũ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đều có người thân mất trong trận lũ quét. Để giúp người dân bớt những đau thương, dự án vườn rau làng Nũ ra đời với sự góp sức của các nhà hảo tâm trong cả nước. Rau được chăm sóc kỹ lưỡng, hoa trồng quanh khu tạm cư giúp tạo cảnh quan mới cho người dân nơi đây. Những ngày qua, nhiều người dân thôn làng Nũ còn cùng nhau xuống ruộng giúp nhau gặt lúa. Dù ảnh hưởng nông nghiệp khá nặng nề, nhưng chính quyền cùng nông dân đang tìm cách khắc phục hậu quả, tìm biện pháp cải tạo đất, khôi phục sản xuất về lâu dài để đảm bảo kế sinh nhai. Thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu chữa lành từ từ mọi bể khổ ở đời. Hãy nhìn vào đôi mắt những đứa trẻ làng Nũ trong và sau thiên tai để thấy sự cố gắng của mỗi em trên hành trình quay lại cuộc sống học tập ở trường. Hình ảnh Ngọc Lan, em bé mất hết gia đình, được điều trị tại bệnh viện, và Ngọc Lan của một tháng sau hòa nhập cùng thầy cô và các bạn. Cú sốc mất người thân tưởng chừng đánh gục em Hồng Nhung, nhưng không, em quay lại trường với trạng thái sức khỏe tốt nhất. Giờ đây, các em chịu thiệt thòi, chịu những nỗi đau thương, được sống trong tình yêu thương và sự quan tâm của thầy cô bạn bè để tiếp tục theo đuổi việc học hành. Làng Nũ là câu chuyện ám ảnh với nhiều người về mức độ khốc liệt của thiên tai, nhưng cũng là minh chứng sinh động về tình quân dân, nghĩa đồng bào, khi cả hệ thống chính trị, toàn dân chung tay giúp người dân nơi đây trở lại cuộc sống thường nhật. Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh phẫu thuật cứu sống một trường hợp sốc mất máu nguy kịch do vết thương phức tạp vùng cổ. Bệnh nhân 59 tuổi chạy xe máy và bị ngã, chảy máu nhiều vùng cổ, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hạ Long sơ cứu rồi chuyển tuyến lên Bệnh viện Bãi Cháy. Kết quả khám cho thấy bệnh nhân bị đứt tĩnh mạch cảnh trong và ngoài, đứt động mạch đốt sống, được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Bác sĩ cho biết, đây là ca bệnh rất khó do bệnh nhân bị sốc do mất máu, tử vong ngay nếu không được xử trí đúng cách. Chính vì vậy, đòi hỏi bác sĩ phải thao tác quyết đoán, chính xác. Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, hồi phục tốt. Thời tiết đột ngột trở lạnh là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển. Những người có sức đề kháng yếu, nguy cơ mắc cúm bội nhiễm tăng cao. Theo Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, gần đây nhiều ca diễn biến suy hô hấp nặng, phải thở máy. Cúm thường có thời gian ủ bệnh từ 1 đến 4 ngày. Ban đầu, người bệnh xuất hiện các triệu chứng tương tự như các triệu chứng của đường hô hấp thông thường, bao gồm đau họng, chảy nước mũi, sốt, ho, nhức người. Người dân nên tiêm vaccine cúm mùa hàng năm để tăng cường miễn dịch. Đây là biện pháp chủ yếu đề phòng bệnh cúm và giảm ảnh hưởng của dịch. Hôm qua ngày 22 tháng 10, Quốc hội thảo luận dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Dự thảo luật sửa đổi đưa ra quy định về biện pháp công bố giá bán buôn thuốc, quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở kinh doanh dược liên quan tới thực hiện các biện pháp quản lý giá.
phiên thảo luận nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu đang hoạt động trong ngành y tế. Góc nhìn hôm nay, chúng tôi tập hợp những ý kiến mà theo các đại biểu còn bất cập cần sửa đổi. Về nội dung quy định mức giá bán buôn tối đa do cơ sở nhập khẩu thuốc, cơ sở sản xuất thuốc xác định và các doanh nghiệp kinh doanh thuốc khác phải thực hiện theo như trong dự thảo. Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Phó Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định này có thể dẫn đến nguy cơ độc quyền thuốc trên thị trường. Nhấn mạnh thuốc là sản phẩm hàng hóa đặc biệt. Theo bà Hà, cử tri rất mong muốn và hy vọng giá thuốc cũng phải quản lý rất đặc thù theo các quy định của luật chuyên ngành. Tuy nhiên, các biện pháp quản lý giá thuốc được nêu trong dự thảo luật hầu hết lại quy định tuân thủ theo luật giá. Như vậy, cần thiết công bố giá, kê khai giá phù hợp và rõ ràng hơn. Dự thảo luật quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ kê khai giá thuốc của các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn theo quy định tại luật giá. Đại biểu Đoàn Hà Nội cho rằng, mỗi nơi thực hiện chính sách này một cách khác nhau và cùng một doanh nghiệp kinh doanh trên nhiều địa bàn, thì việc thực hiện kê khai giá cũng sẽ khác nhau. Thuốc là mặt hàng đặc biệt, tác động trực tiếp đến sức khỏe tính mạng người sử dụng. Tuy nhiên gần đây, việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc tràn lan trên mạng xã hội. Trong phiên thảo luận này, đại biểu cũng có những đề xuất để tránh tình trạng giả mạo khi quảng cáo là thuốc mà không phải thuốc. Thuốc bán online gây nguy hại cho sức khỏe hay những sản phẩm quảng cáo là thuốc mà không phải là thuốc đang gây bức xúc trong xã hội. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, ông đồng ý cho phép việc bán thuốc bằng giao dịch điện tử. Người mua chỉ cần gửi hình ảnh chụp đơn thuốc chuyên khoa qua mạng xã hội đến cửa hàng, thuốc sẽ được gửi đến tận nhà mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Nhưng ông nhấn mạnh, việc này cần quy định chặt chẽ và cụ thể hơn. Cụ thể, nhà thuốc được bán online cũng cần đảm bảo tiêu chuẩn mà Bộ Y tế ban hành và thẩm định, cấp phép. Theo ông Hiếu, nên bắt đầu thử nghiệm tại ngay các nhà thuốc của bệnh viện mà triển khai đầy đủ bệnh án điện tử. Trong luật cũng nên có điều khoản Bộ Y tế có đơn vị chuyên trách chống thuốc giả mạo trên các trang mạng xã hội, tiếp nhận thông tin kiểm tra tính chính xác hay giả mạo của thuốc quảng cáo. Tiếp thu cuối phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng thuốc là mặt hàng đặc biệt, cho nên quản lý giá thuốc cũng là việc rất quan trọng, không thể tăng vô tội vạ. Nếu không quản lý thì lúc đó là thả gà ra đuổi, cũng không thể nào quản lý được. Các quy định trong luật dược 2016 và luật giá góp phần quản lý giá thuốc ở Việt Nam tương đối ổn định trong thời gian qua. Như năm 2022, giá thuốc tăng 0,4%, năm 2023 tăng 1,45%. Dù sau Covid-19, tất cả các loại thuốc nguyên liệu đều tăng. Với các biện pháp như vậy, cùng những bất cập được tiếp tục sửa đổi, hy vọng chúng ta sẽ dần quản lý được giá thuốc, tránh tình trạng tăng giá đột biến trên thị trường. Những nội dung tiếp theo trong chương trình: nhiều chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ. Phim trường ảo sáng nay là những hình ảnh mô phỏng khi Việt Nam chính thức vào kỷ nguyên 5G. Nghệ thuật thư pháp vượt qua tuổi tác, ngày nay các bạn trẻ còn dùng tài năng của mình để làm thiện nguyện. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định cơ chế chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ. Nghị định có phạm vi áp dụng mở rộng cho tất cả các đối tượng là nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh, trong đó khuyến khích nhiều chính sách quan trọng sau đây. Tổ chức cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực và không giới hạn công suất lắp đặt khi không đấu nối với hệ thống điện quốc gia hay lắp đặt hệ thống thiết bị chống phát ngược điện vào hệ thống điện quốc gia. Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Công trình được xác định là tài sản công, được xác định là thiết bị công nghệ gắn vào công trình xây dựng. Nếu lắp đặt có công suất dưới 100 kW
mà không dùng hết được bán lên hệ thống điện quốc gia. Tập đoàn điện lực thanh toán cho tổ chức cá nhân phần sản lượng điện dư nhưng không quá 20% công suất lắp đặt thực tế. Giá mua bán điện bằng giá điện năng thị trường bình quân trong năm trước liền kề. Nghị định có hiệu lực từ hôm qua 22 tháng 10. Từ ngày 15 tháng 10, Việt Nam chính thức cùng hơn 140 quốc gia khác trên thế giới bước vào kỷ nguyên 5G. Từ việc chỉ có thể gọi điện, nhắn tin, mạng di động bước sang thế hệ thứ 5 của công nghệ mạng di động. Theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến năm 2025, 100% tỉnh, thành phố, các khu công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung, trung tâm nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và khu công nghiệp, nhà ga, cảng biển, sân bay quốc tế sẽ phủ sóng dịch vụ di động 5G. Với các ứng dụng về thành phố thông minh, truyền dữ liệu tốc độ siêu cao, qua phim trường ảo hôm nay, quý vị sẽ dễ hình dung kỷ nguyên 5G đang mở ra kỷ nguyên kết nối mới. Trước đó, mạng 3G mang đến dữ liệu di động và 4G mở ra kỷ nguyên băng thông rộng di động. Giờ đây, 5G tiếp tục trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dùng khi hứa hẹn đem đến trải nghiệm vượt trội cả về tốc độ, độ trễ và kết nối. Một trong những ưu điểm lớn nhất của 5G so với 4G chính là tốc độ. Theo lý thuyết, mạng 5G có thể đạt tốc độ lên tới 10 gigabit gấp 100 lần so với 4G. Trong thực tế, người dùng có thể trải nghiệm tốc độ 1 gigabit gấp khoảng 10 lần so với mạng 4G hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc tải xuống các tập tin, xem video chất lượng 4K hoặc chơi game trực tuyến và livestream mượt mà hơn rất nhiều. Với mạng 4G, phải mất 8 giây để tải xuống một bộ phim có độ phân giải cao dài 2 tiếng. Nhưng các thiết bị 5G có thể thực hiện chỉ trong 0,4 giây hoặc nhanh hơn tới 20 lần. Một ưu điểm khác của 5G là độ trễ cực thấp, trong khi độ trễ của 4G là khoảng 50 mili-giây. Mạng 5G có thể giảm xuống chỉ còn 1 mili-giây. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu phản hồi tức thì như là game trực tuyến, livestream hoặc các dịch vụ điều khiển từ xa, ví dụ như là phẫu thuật y tế qua robot. Mọi thao tác trên mạng 5G diễn ra gần như ngay lập tức, mang lại trải nghiệm hoàn hảo và không gián đoạn. Chúng ta có thể vừa đi bộ, có thể nhìn được hình ảnh hoàn hảo của các tòa nhà phía sau lưng. Vượt trội về tốc độ, mạng 5G còn làm nhiều người thích thú khi kết nối nhiều thiết bị hơn so với 4G. Nó có thể hỗ trợ cùng lúc hàng triệu thiết bị trên mỗi cây số vuông, giúp duy trì tốc độ và độ ổn định khi kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. Điều này rất hữu ích trong các thành phố thông minh hoặc các khu vực có mật độ thiết bị cao như sân vận động, trung tâm hội nghị hay các khu vực công cộng. Thực tế, mạng 5G đã phát triển mạnh mẽ tại châu Á. Hàn Quốc còn là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai mạng 5G thương mại vào năm 2019 và hiện có tỷ lệ dân số sử dụng 5G cao nhất khoảng 36%. Tại quốc gia này, 5G đang mang đến những lợi ích thiết thực cho tiêu dùng và doanh nghiệp nhờ một loạt ứng dụng kết nối với mạng Internet siêu tốc độ bao gồm xe tự lái. Công nghệ 5G giúp các phương tiện liên lạc với nhau do độ trễ thấp. Nhờ đó, tất cả phương tiện lưu thông trên đường đều có thể nói chuyện với nhau và cho biết họ đang làm hoặc sắp làm gì. Thưa quý vị, các xe tự lái này vận hành dựa vào các cảm biến khác nhau bao gồm camera và radar để phát hiện chướng ngại vật trên đường và tự điều chỉnh hướng đi thích hợp. Chúng biết khi nào nên dừng và đi, một phần nhờ vào việc giao tiếp với cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh. Chẳng hạn các cột đèn giao thông được trang bị cảm biến có thể gửi tín hiệu dữ liệu thông qua mạng 5G. Rất nhiều tính năng vượt trội là vậy, nhưng thời điểm mạng 5G chính thức triển khai thì xuất hiện nhiều đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội rằng sóng gần trạm phát sóng nguy cơ gây ung thư. Trước đây, bức xạ từ 3G 4G từng bị cho là có những tác động đến con người và giờ đây, 5G tiếp tục bị đưa vào tầm ngắm khi sử dụng công nghệ mới hơn.
Theo các chuyên gia nghiên cứu về X-quang và hình ảnh y sinh hàng đầu thế giới, tần số vô tuyến mà 5G sử dụng cao hơn các thế hệ truyền thông không dây trước đây, bao gồm 4G và 3G. Đây chính là điểm khác biệt. Còn lại, công nghệ này hoạt động theo cùng một cách là tạo ra sóng điện từ để thông tin được gửi và nhận. Cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy mạng di động 5G ảnh hưởng đến sức khỏe và tất nhiên, sóng ở gần trạm phát sóng không thể nào gây ung thư. Nhiều chuyên gia lên tiếng khẳng định, dù là 5G hay 4G đều an toàn với người dùng điện thoại. Ủy ban Cố vấn khoa học về tần số vô tuyến và sức khỏe của Tây Ban Nha thường xuyên công bố các đánh giá toàn diện về các bằng chứng khoa học về tác động bức xạ điện từ. Từ năm 1999 đến nay, đơn vị công bố báo cáo cứ 2 đến 3 năm một lần và đều có những kết luận tích cực. Có một thực tế là mức độ bức xạ của mạng di động đều nằm dưới giới hạn do các cơ quan quốc tế đặt ra. Chẳng hạn như Ủy ban Quốc tế về bảo vệ bức xạ không ion hóa hoặc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA. Và tất nhiên, mạng 5G cũng không ngoại lệ. Thông qua 200 bài báo khoa học trên thế giới đánh giá về bức xạ điện từ, các chuyên gia cũng rút ra được 5 điểm chính. Không có bài viết nào đề cập đến mối liên hệ có thể có giữa bệnh ung thư và việc tiếp xúc với các loại bức xạ này ở mức độ thông thường. Không có bằng chứng nào cho thấy chứng quá mẫn cảm mà một số người nói mình mắc phải, ngay cả khi có các triệu chứng khách quan có liên quan đến các loại bức xạ. Trên thực tế, điều này có thể được giải thích bằng hiệu ứng nocebo, khi nhiều người có các triệu chứng chỉ vì tâm lý muốn bị bệnh. Không có bằng chứng rõ ràng về bất kỳ tác động nào đến khả năng sinh sản của nam giới. Không có nghiên cứu có tính kết luận nào cho thấy mối liên hệ giữa các loại bức xạ với sự phát triển của thai nhi và sự phát triển của trẻ sau này. Không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với bức xạ điện thoại hoặc wifi có tác động tiêu cực đến giấc ngủ hay gây ra chứng đau đầu. Đây là những triệu chứng rất chủ quan có thể xuất phát từ nhiều yếu tố giao thoa khác nhau, bao gồm cái việc lo lắng về tác động của bức xạ. Chúng ta có thể yên tâm rằng, trong điều kiện bình thường, không có bằng chứng nào cho thấy bức xạ điện từ có ảnh hưởng đến sức khỏe con người, trong khi việc mở ra cách tiếp cận 5G thúc đẩy sự hợp tác và phát triển mọi mặt trong đời sống xã hội. Đối với người dùng cá nhân, mạng 5G có thể chưa thực sự cần thiết khi nhiều người chỉ có nhu cầu xem phim, nghe nhạc hay là gửi email. Việc này 4G gần như đáp ứng đầy đủ. Cạnh đó, để sử dụng 5G, cần phải trả chi phí cao hơn như gói cước, phải mua thiết bị hỗ trợ 5G mới có thể sử dụng được, nên 5G không phải là lựa chọn của nhiều người. Dù vậy, mạng 5G có đóng góp rất lớn đến kinh tế xã hội. Để khai thác hết tiềm năng và người dùng tận dụng tối ưu mạng mới này, nhiều chuyên gia cho rằng chúng ta cần sớm có chiến lược phổ cập 5G rộng rãi, hướng dẫn thực tế và các ứng dụng cần phải sớm được nâng cấp lên 5G. Thưa quý vị, khi nhắc đến thư pháp, nhiều người thường nghĩ ngay đến hình ảnh những ông đồ già tỉ mỉ cho chữ mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhưng giờ đây, thư pháp vượt qua mọi giới hạn về độ tuổi. Nghệ thuật thư pháp cuốn hút qua từng con chữ, giúp người trẻ rèn luyện tâm hồn, tìm thấy sự cân bằng giữa cuộc sống bộn bề và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Bạn Võ Văn Khánh, sinh viên năm 3 trường Đại học Cần Thơ, có 8 năm miệt mài theo đuổi đam mê thư pháp. Năm lớp 7, khi được chiêm ngưỡng nét chữ của thầy trên bảng cuốn hút, Khánh quyết tâm rèn luyện và gắn bó với bộ môn này. Thì khi mà học thư pháp á, thì em thấy nó giúp em được cảm thấy nó hài hòa được cái giữa cái sự kết nối giữa cái sự mà trầm lắng của cảm xúc. Ví dụ như khi mà cảm thấy căng thẳng quá thì nó giúp em là giảm được sự căng thẳng và lo lắng. Sau những giờ học, Khánh thường tìm đến góc yên tĩnh trong khuôn viên trường để luyện chữ. Từng con chữ mềm mại, uyển chuyển của em khơi gợi sự tò mò và yêu thích của nhiều bạn sinh viên. Thì em có vô tình biết được anh Khánh có viết thư pháp, thì em cũng tò mò và hấp dẫn với cái bộ môn này nên em muốn tìm hiểu thêm.
thì em cảm thấy những cái bức tranh đó nó thể hiện lên những cái cảm xúc và những cái đường nét rất là tinh tế của ảnh. Thì em cũng muốn học hỏi thêm về cái bộ môn này để có thể viết tự nhiên ảnh. Không dừng lại ở đam mê, Khánh còn biến thư pháp thành một nguồn thu nhập giúp em trang trải việc học. Em tham gia vào nhiều hoạt động của trường, cộng đồng và nhận viết thư pháp theo yêu cầu. Mỗi bức tranh thư pháp em viết có giá từ 30.000 đến 70.000 đồng. Và hơn hết, Khánh luôn dành một phần tiền từ việc bán tranh để quyên góp cho các hoạt động thiện nguyện giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Vài năm gần đây thì em mới có dự định là sẽ dùng một số tiền kiếm được từ việc viết thư pháp thì em sẽ dùng đó để ví dụ như mua cơm để ủng hộ cho những người, trao tặng cho những người cơ nhỏ. À, những cô chú lao công gặp trên đường em sẽ tặng cho họ. Thì mới gần đây thì có phiên chợ sinh viên ở trường tổ chức á, thì em có đăng ký bán và cũng được mười mấy 20 tờ, thì em dùng số tiền đó để chích ra một phần để mua cơm. Từ từng nét chữ mềm mại, Khánh truyền tải giá trị văn hóa truyền thống và còn lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia đến cộng đồng. Nhắc đến Bến Tre, nhớ ngay đến cây dừa. Trong kháng chiến, dừa là công cụ giúp bộ đội chống phá quân thù. Ngày nay là loại cây mang lại lợi ích kinh tế cho người trồng. Xuất phát từ ý nghĩ gìn giữ, bảo tồn và quảng bá hình ảnh cây dừa, người dân nơi đây nghĩ ra ý tưởng tạo cảnh quan nhà cửa từ dừa vô cùng độc đáo. Thị trấn Mỏ Cày là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Mỏ Cày Nam. Với địa hình thuận lợi cả về giao thông đường bộ lẫn đường thủy, nơi đây có những vườn dừa bạt ngàn, người dân lấy thân làm nhà, đồ nội thất và trang trí trước nhà bằng những hàng rào đẹp mắt. Điển hình là hàng rào bằng dừa dứa của hộ ông Nguyễn Văn Châu. 7 năm trước, ông cải tạo phần đất trước nhà để trồng dừa dứa. Do địa hình đất dồng nên để dừa thích nghi tốt. Kết hợp trồng dừa, ông Châu còn trồng thêm nha đam, dứa Mỹ để tạo cảnh quan. Ai đi ngang cũng xích xoa về sự tỉ mỉ của gia chủ. Cũng khai thác giá trị từ dừa, nhưng anh Thạch lại biến dừa trở thành sản phẩm du lịch mang tên Coconut Home. Khu nhà nghỉ 10 phòng được sử dụng 90% dừa để tạo thành, và tour trải nghiệm của du khách cũng gắn bó mật thiết với cây dừa. Khách nước ngoài là chiếm là 70%, còn 30% còn lại chỉ là khách nội địa. Khách nước ngoài đây ở họ rất là thích, đặc biệt là họ thấy những cái căn nhà gọi là mộc mạc, đơn sơ, bằng gỗ dừa, tận dụng những cái tiềm năng của địa phương đây, thì họ thấy họ rất là thích. Thị trấn Mỏ Cày đang có những bước chuẩn bị để trở thành một đô thị dừa trên nền tảng đô thị sinh thái. Những giá trị kinh tế, tinh thần liên quan đến cây dừa vẫn đang được các thế hệ người dân Bến Tre kế thừa và tiếp nối nhau, làm cho bản sắc văn hóa nơi đây ngày một đa dạng và phong phú. Nhịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.